Chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7. Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7 phát trên sóng AM tần số 756 kHz của Đài Phát thanh Long An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong dòng chảy lịch sử hào hùng của quân đoàn 4, binh đoàn Cửu Long Anh Hùng, trường quân sự quân đoàn 4 vinh dự là một trong những đơn vị luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ quân sự, chính trị cấp phân đội và đội ngũ hạ sĩ quan, chỉ huy bộ binh, binh chủng, nhân viên chuyên môn hậu cần kỹ thuật, làm nòng cốt trong xây dựng quân đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của binh đoàn chủ lực cơ động sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn hậu cần kỹ thuật theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang ý nghĩa lâu dài. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã ký quyết định thành lập Trường Quân chính Quân đoàn. Ngày 26 tháng 12 năm 1976, khóa học đầu tiên của Trường Quân chính Quân đoàn được khai giảng và ngày 26 tháng 12 trở thành ngày truyền thống của nhà trường. Ở từng giai đoạn, mô hình đào tạo của nhà trường có sự thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của quân đoàn 4. Đại bộ phận cán bộ qua Trường Quân chính Quân đoàn 4 đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chỉ huy, lãnh đạo ở đơn vị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc tế của quân đoàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở các tỉnh phía Nam Tổ quốc. Năm 1991, Trường Nhân viên Chuyên môn Hậu cần Kỹ thuật và Trường Quân chính Quân đoàn 4 sáp nhập thành Trường Quân sự Quân đoàn 4 với chức năng, nhiệm vụ mới, bổ túc cán bộ, bổ túc văn hóa, đào tạo trung đội trưởng, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và đào tạo nhân viên chuyên môn sơ cấp hậu cần kỹ thuật. Hiện nay, quy mô đào tạo của nhà trường phát triển theo 25 chuyên ngành. Nhà trường đã có cái bước đột phá trong cái giáo dục đào tạo, thực hiện đồng bộ các cái bước, trong đó là chú trọng việc bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên, tổ chức tốt cái việc giảng dạy của các cái khoa, của các cái đơn vị quản lý học viên trong cái việc rèn luyện quản lý học viên, cho nên cái chất lượng huấn luyện của nhà trường càng ngày một nâng cao, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ trên các cái mặt công tác. Ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà trường trong giáo dục đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã tặng thưởng nhiều huân chương chiến công, huân chương quân công các hạng cùng phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm 2004, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm gần đây, nhà trường thường xuyên được nhận cờ, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn về thành tích xuất sắc trong giáo dục đào tạo, trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trường Quân chính, nay là Trường Quân sự của Quân đoàn, ra đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Mỗi bước tiến bộ, trưởng thành của Quân đoàn đều gắn với cái sự đóng góp quan trọng của Trường Quân sự Quân đoàn. Sản phẩm đào tạo của Trường Quân sự Quân đoàn đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn đặt ra của một quân đoàn chủ lực cơ động, kịp thời bổ sung cái nguồn nhân lực cho các cơ quan đơn vị trong quân đoàn. Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường trong suốt 40 năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nhà trường nguyện ra sức phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm, lập nên nhiều thành tích mới trong giáo dục đào tạo, trong xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, xứng đáng là nhà trường anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, mưa bão kéo dài trong những ngày cuối năm, tại trường bắn quốc gia khu vực 3, cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa của sư đoàn 5 và các đơn vị binh chủng quân khu 7 có sự phối hợp của các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7, Thiếu tướng Lê Vũ Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập và Thủ trưởng cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Theo tình huống diễn tập, sau tiếng nổ khai hỏa cho trận đánh, lực lượng đặc công của ta đã bí mật luồn sâu đánh chiếm trận địa hỏa lực địch, làm cho địch bất ngờ, không trở tay kịp. Ngay sau đó, lực lượng dân quân tỉnh Bình Dương và các địa phương nhanh chóng tấn công các khu vực phòng thủ thứ yếu của địch. Máy bay của ta ném bom vào các vị trí trọng yếu của địch. Hỏa lực trực thăng chế áp sở chỉ huy địch. Hỏa lực phòng không, pháo binh tập kích các mục tiêu, ngăn chặn sự chi viện của địch từ phía sau. Sau hàng loạt tiếng nổ làm rung chuyển trận địa, nhiều mục tiêu của địch đã bị phá hủy.
lực lượng bộ binh được xe tăng yểm trợ, vượt cửa mở triển khai thành nhiều mũi, nhiều hướng đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, tạo bàn đạp bao vây, chia cắt, nhanh chóng đánh chiếm sở chỉ huy và các trận địa hỏa lực của địch ở mặt đất, ngăn chặn trên không để địch không kịp đổ bộ phản công. Sau khi các mục tiêu bị đánh chiếm, địch tổ chức phòng thủ thành từng nhóm nhỏ. Lực lượng bộ binh, xe tăng của ta nhanh chóng cơ động đánh địch co cụm, làm chủ trận địa, sẵn sàng nhận lệnh tiếp theo. Đây là đợt diễn tập để nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu của các quân binh chủng, trình độ tác chiến của người chỉ huy trong huy động tổng lực sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Lấy sư đoàn bộ binh 5 làm trung tâm, trong đó trung đoàn 271 là lực lượng chủ yếu. Chỉ huy sư đoàn và các đơn vị sau nhiều ngày tổ chức thực hiện diễn tập chỉ huy cơ quan ngoài thực địa, bước căn bản để tổ chức chỉ huy một trận đánh. Trong đó, tổ chức các văn kiện chuẩn bị chiến đấu, lập kế hoạch, xác định quyết tâm, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, giao nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng bảo đảm. Bên cạnh đó, còn làm tốt các hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu, kiện toàn hệ thống lãnh đạo và các tổ chức quần chúng hoạt động trong chiến tranh, tổ chức cho bộ đội hành quân rèn luyện đóng quân dã ngoại, tập luyện các phương án chiếm lĩnh trận địa địch. Để đáp ứng được cái nhiệm vụ và yêu cầu tác chiến trong cái điều kiện mới hiện nay, thì đối với đối phương thì có trang bị các cái loại vũ khí công nghệ cao, đó là đòi hỏi cái công tác tổ chức chuẩn bị, quá trình tổ chức chiến đấu là cần phải có cái nghiên cứu đổi mới trong quá trình tổ chức chuẩn bị lực lượng, rồi chuẩn bị phương tiện. Là trong cái giai đoạn cơ động thì chiếm lĩnh các cái tuyến tạm dừng, rồi tuyến cái xuất phát tiến công thì đảm bảo yếu tố là bí mật. Thì qua những cái diễn tập như thế này thì cán bộ chiến sĩ của sư đoàn, mà đặc biệt là đối với cán bộ sư đoàn, đã nâng cao được cái trình độ là chỉ huy và hiệp đồng quân binh chủng. Cái thứ hai nữa là đối với chiến sĩ thì là trong quá trình là tham gia diễn tập như thế này để nâng cao được cái trình độ quá trình chiến đấu cũng như khi là có tình huống xảy ra. Sau 3 giờ thực hành diễn tập bắn đạn thật, các lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tạo ra thế trận sát với thực tế chiến đấu. Các hành động, mệnh lệnh của người chỉ huy thể hiện mạnh mẽ, quyết đoán, xử lý các tình huống nhanh gọn, chính xác, kịp thời. Cán bộ chiến sĩ xác định quyết tâm chiến đấu cao, không ngại khó, ngại khổ, vượt nắng thắng mưa, vì thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Đã đảm nhiệm tốt vị trí chiến đấu của mình, sử dụng thành thạo và làm chủ vũ khí trang bị, hành động linh hoạt trên chiến trường. Đơn vị đã chủ động tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị tham gia diễn tập để thống nhất cái hành động cũng như là thống nhất cái phương pháp cách thức tổ chức bắn trong quá trình diễn tập. Nhờ đó mà đơn vị đã tiến hành cùng với các đơn vị tham gia diễn tập tổ chức luyện tập trên cái thao trường. Mặc dù trong cái điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập thì đơn vị đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của cấp trên giao. Một lần nữa cũng khẳng định cái lòng tin của thủ trưởng đối với đơn vị. Trong huấn luyện thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nắng mưa, thay đổi thời tiết thất thường, nhưng chúng tôi cũng tự nhắc nhau là cố gắng để vượt qua cái nhiệm vụ để cuộc diễn tập lần này được thành công hơn. Cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan ngoài thực địa có một phần thực binh bắn đạn thật cho quân khu chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối, nhiều tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được biểu dương tặng thưởng. Thành công này có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu những năm tiếp theo. Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất, sát thực tế chiến đấu, nhằm hệ thống lại kiến thức, các nội dung đã huấn luyện, nâng cao năng lực, vận dụng lý luận, kiến thức tổng hợp cho chỉ huy cơ quan. Đặc biệt, diễn tập lần này, ngoài diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, có diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh trong chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, nhiều lực lượng tham gia. Thông qua kết quả diễn tập, tôi rất vui mừng, tin tưởng vào khả năng, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ của các cấp. Trong chỉ huy, thực hành chiến đấu đã được nâng cao, trình độ sử dụng vũ khí trang bị, khí tài của bộ đội thành thạo, hành động chiến thuật, kỹ thuật và ý thức địch tình có sự tiến bộ. Với quyết tâm, cuộc diễn tập có bắn đạn thật đã thành công tốt đẹp, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống quân khu 7 và 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
Thưa các đồng chí và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Tuổi Trẻ Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu 7 phát trên sóng của Đài Phát Thanh Long An. Chuyên mục kỳ này xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại chuyên mục kỳ sau. Kính chào tạm biệt.